Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, mới đây Bộ Quốc phòng đã đề xuất phương án về thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc trước thời hạn. Trên cơ sở ra soát các quy định, dự thảo nghị định, quy định chi tiết về tiêu chí, tiêu chuẩn lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, công tác, nghiên cứu khoa học. Theo Bộ Quốc phòng, tài khoản 4, điều 17 luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 được sửa đổi bổ sung một số điều vào năm 2014 và năm 2024 quy định sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc được xét thăng quân hàm vượt bậc nhưng không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm tuy nhiên luật chưa giao cho cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết về tiêu chí tiêu chuẩn xét thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc nên quá trình triển khai thực hiện không có căn cứ pháp lý để xét thăng quân hàm vượt bậc đối với sĩ quan luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam cũng quy định về thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn tuy nhiên luật chưa giao các cơ quan có thẩm quyền quy định về tiêu chí tiêu chuẩn để xét thăng quân hàm cấp tướng trước thời hạn nên chưa có căn cứ pháp lý để xét đề nghị thăng quân hàm cấp tướng trước thời hạn để bảo đảm hành lang pháp lý đầy đủ thống nhất và đồng bộ với các quy định của pháp luật liên quan đồng thời động viên kịp thời đối với sĩ quan quân đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác việc chính phủ ban hành nghị định quy định về tiêu chí tiêu chuẩn thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc và trước thời hạn là cần thiết trên cơ sở giả soát các quy định, dự thảo nghị định, quy định chi tiết về tiêu chí, tiêu chuẩn lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu công tác, nghiên cứu khoa học để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng vượt bậc và trước thời hạn. Về tiêu chí, tiêu chuẩn thăng quân hàm cấp tướng vượt bậc, dự thảo nêu rõ, sĩ si quan có cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm là cấp tướng từ bậc 2 trở lên đến thời hạn các năm trong niên hạn hoàn thành tốt nhiệm vụ lập thành tích đặc biệt xuất sắc được xét thăng quân hàm vượt bậc khi được tặng thưởng một trong các hình thức khen thưởng cụ thể gồm các hình thức huân chương huân chương sao vàng huân chương hồ chí minh huân chương độc lập hạng nhất huân chương quân công hạng nhất huân chương lao động hạng nhất huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất huân chương chiến công hạng nhất danh hiệu vinh dự nhà nước danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân danh hiệu anh hùng lao động và giải thưởng hồ chí minh trong thời hạn sĩ quan giữ một chức vụ, chỉ được xét thăng quân hàm vượt bậc một lần và chỉ được một bậc quân hàm. Thời điểm được tặng thưởng huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, giải thưởng phải trong niên hạn giữ cấp bậc quân hàm hiện tại. Trường hợp trong niên hạn sĩ quan đạt nhiều thành tích thì chỉ áp dụng một thành tích cao nhất để xét thăng quân hàm vượt bậc. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cơ bản nhất trí nâng cao tuổi cao nhất của sĩ quan quân đội phục vụ tại ngũ Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí việc sửa đổi khoản 1 điều 13 Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam các mức khác nhau: cấp úy 50, thiếu tá 52, trung tá 54, thượng tá 56, đại tá 58, cấp tướng 60. Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã họp phiên toàn thể tại hội trường Diên Hồng nghe cơ quan soạn thảo và thẩm tra báo cáo về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Tờ trình nêu rõ, luật sĩ quan năm 1999 được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2008, năm 2014 và năm 2019. Luật dân quân tự vệ sửa đổi bổ sung một số khoản của Điều 41 Luật Sĩ quan. Quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã đào tạo cơ sở pháp lý để xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, làm nòng cốt xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật Sĩ quan đã bộc lộ một số vướng mắc bất cập do đó cần sửa đổi bổ sung luật sĩ quan để bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và tính chất nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt bộ trưởng bộ quốc phòng nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm bí mật cơ cấu tổ chức của quân đội, đồng thời bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế công tác cán bộ của Đảng và quân đội. Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí về sự cần thiết ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng việc ban hành luật nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nội dung của dự thảo luật cơ bản phù hợp với chủ trương đường lối của đảng phù hợp với hiến pháp bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi về các nội dung cụ thể chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cho biết ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí việc bổ sung chức vụ chức danh đối với cấp phó của cấp trưởng và tương đương đồng thời cho rằng luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam hiện hành quy định chức vụ cơ bản của sĩ quan là cấp trường không quy định đối với cấp phó nên việc xác định chức vụ chức danh tương đương đối với cấp phó và sĩ quan không giữ chức vụ chỉ huy quản lý gặp khó khăn chưa đảm bảo hành lang pháp lý đầy đủ để thực hiện quy hoạch bố trí sắp xếp bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với sĩ quan được bổ nhiệm chức vụ là cấp phó của cấp trưởng và tương đương Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí việc sửa đổi khoản 1, điều 13 luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng nâng hạn tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm cao nhất của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam các bước khác nhau. Cấp úy 50, thiếu tá 52, trung tá 54, thượng tá 56, đại tá 58, cấp tướng 60 bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và thống nhất với quy định của bộ luật lao động năm 2019 về độ tuổi nghỉ hưu, bảo đảm cho sĩ quan quân đội nhân dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện được hưởng tối đa 75% lương theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phù hợp với quy định của luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng về hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp. Việc tăng tuổi phục vụ tại ngũ của đội ngũ sĩ quan còn nhằm phát huy năng lực trình độ kinh nghiệm của đội ngũ sĩ quan được đào tạo cơ bản, góp phần giảm áp lực đào tạo cán bộ và phù hợp tính chất nhiệm vụ của quân đội là ngành lao động đặc biệt. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo làm rõ thêm về việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội sau khi tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, tác động về sức khỏe khi hoạt động trong môi trường lao động đặc thù lực lượng vũ trang đồng thời xem xét điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của sĩ quan nữ cấp bậc quân hàm đại tá để phù hợp với quy định của bộ luật lao động và luật bảo hiểm xã hội đảm bảo bình đẳng giới và tận dụng nguồn nữ nhân lực có trình độ kinh nghiệm trong quân đội Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí việc sửa đổi bổ sung điều 15 luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng giao chính phủ quy định cụ thể, vị trí có cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tướng, thiếu tướng và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan là cấp tướng của đơn vị thành lập mới, đơn vị được tổ chức lại, bổ sung chức năng nhiệm vụ nhưng không vượt quá số lượng tối đa vị trí cấp tướng theo quy định của cấp có thẩm quyền. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại